Tết đến rồi, anh trả nợ hết chưa anh? Anh còn nợ đầy đầu đây nè, chưa trả hết nữa. Ủa mà anh thấy nợ ai mà nhiều vậy anh? Nợ người đến trước một tương lai, nợ người đến sau một niềm hạnh phúc, nợ cha một sự nghiệp và nợ mẹ một nàng dâu. Lâu lắm chưa về quê thăm mẹ. Từ đồ xung thủ rên nỗi nơi. Mẹ già run run tay gầy chút tiến con lúc trời hừng đông. Và những ngày chiến thắng mẹ mong. Cơm say no lòng khi xa nhà. Còn mơ bếp hồng lời mẹ ru. Ngày hành quân xa bên đầu núi. Nhớ thương biết làm sao thăm. Xin chúc mẹ miền quê an.